Xin chào cả nhà, chúc mọi người ngày thứ bảy vui vẻ và hạnh phúc. Và mọi người xem pha rút đích kết thúc bài tập của Tâm và đội nha. Và phía sau là full clip buổi tập của ngày hôm nay, các bài tập luyện sức mạnh, con mô tô tấn công và rút đích. Mời cả nhà cùng đón xem sau pha rút đích này nhé. Chiều thứ nhật thì nó không phải xuống đầy đủ, đừng bơi giảm xuống, không phải tính giờ mà tập trung đây mà tính giờ mà làm mới xuống đây nha. Thế tôi nói anh làm được, cho anh phải nhất là phải 7-8 giờ này, tại đây còn đóng cửa nữa ha, chứ không phải để anh chờ cái này vô ra mà chờ đợi, đúng không? Ở đây còn đóng cửa lên xuống xe nội rồi không phải chờ đợi mà lúc chờ mình mở cửa thì lúc đó nó người lạ vô nó biết được, đúng không? Chăm sóc xe à? Không phải chăm sóc xe à? Chăm sóc xe hay chăm sóc xe hơi vậy á? Mới em gọi chị Linh vậy rồi. Chăm sóc xe à? Chăm sóc xe hơi anh Bốn? Không phải vậy. Anh cũng có cái 48 hết kìa. Bốn chết. Bốn chết. Đó, đưa ra con dây nè. Nó đeo đồng hồ, đưa dây cho tao. Hello thứ bảy. Sau những ngày mưa kiểu này lại là ngày nắng.
nhưng mà vẫn còn nắng. Đi được 154 km. Đây là chỗ vào gấm. Sau hai ngày nghỉ đặt cửa lộ ở nhà bị ảnh hưởng mưa bão. Hôm nay cuối tuần ngày thứ 7 tâm mở độ mới được ra đường. Nhớ đăng ký kênh YouTube của chị Đức Tâm.